Bạn à, thân mến, hôm nay thầy lại làm một cái video để thể theo cái nguyện vọng của rất nhiều bạn gọi điện cũng như nhắn tin để hỏi thầy. Tức là xin thầy cho biết thủ tục và để bốc mộ thì cần phải làm những cái gì. Thế thì thầy làm cái video này để làm gì? Để là giúp các bạn có một cái nhìn tổng thể về cái cách mà các cụ của chúng ta sang khác, hầu như ở mỗi một miền có mỗi cái cách khác nhau, thế nhưng cái chung nhất thì chúng ta cũng nên áp dụng. Thế vậy hôm nay thầy đưa ra một cái video để mà hướng dẫn các bạn là cái cách để mà làm mộ cho các cụ. Cái đầu tiên của mà làm mộ ấy, thì cái việc phần hai là cái cách làm, còn cái việc phần thứ nhất mà nhiều bạn rất là băn khoăn đó là xem ngày để bốc mộ hoặc di dời mộ. Thế vậy cái điều mà các bạn phải chú ý là cái gì? Trước hết ấy, các bạn cần phải lưu ý trong cái việc chọn ngày theo âm lịch. Nếu như tháng đủ 30 ngày thì không nói, như có những tháng 29 ngày, tháng thiếu, thế thì ta phải lưu ý vào cái gì? Cái mà thầy muốn nói với các bạn là các bạn phải căn cứ vào 24 tiết khí hay là hỏa trực. Tức là hai trực nó giống nhau, nằm liền kề nhau, thì lúc đó mới là sang tháng tháng sau. Đấy. Nhiều khi, tức là thầy muốn nói với các bạn phải căn cứ vào cái trực ngày ấy, của 24 tiết khí, chỗ nào là hỏa trực. Tức là hai trực nó giống nhau, nằm kề nhau, thì lúc đó mới là sang tháng khác. Nhiều khi nó đã qua tháng rồi, đến mấy ngày, 5-6 ngày, nhưng vẫn phải tính theo tháng cũ. Vì sao như vậy? Bạn để ý là đầu tiết thì bao giờ cũng có liền kề hai trực giống nhau, đi cùng với nhau. Một trực là ngày cuối tháng và một trực là ngày của đầu tháng nha. Các bạn, để giúp các bạn một cách tận tình để mà các bạn hiểu về cách tính trực ngày, thì thầy sơ qua về cách tính 12 trực trong phong thủy. Đấy. Để các bạn có một cái kiến thức thì trong thủy gọi là thập nhị trực. Thì thập nhị trực là cái gì? Thập nhị trực thì là 12 trực trong phong thủy. Đây là những cách để mà phân chia thời gian để ta tiến hành việc luận đoán các hung trong năm, trong tháng, trong ngày, trong giờ. Thì kết hợp cái này với lại gì? Tứ hình xung, rồi xung sát hình thì là các bạn đã có thể tính được chính xác những ngày tốt xấu. Thế vậy hôm nay thầy giới thiệu đến các bạn sơ qua về 12 trực trong hệ thống thập nhị trực. Thì nó gồm đầu tiên là trực kiến, thứ hai là trực trừ, thứ ba là trực mãn, thứ bốn là trực bình, thứ năm là trực đinh, thứ sáu là trực chấp, thứ bảy là trực phá. Bạn nhớ nhé.
thứ 8 là trực nguy, thứ 9 là trực thành, thứ 10 là trực thu, thứ 11 là trực khai, thứ 12 là trực bế. Thế trong 12 trực đó thì bạn hiểu trực kiến, đấy, nó là trực đầu tiên trong 12 trực, nó tượng trưng cho sự khởi đầu. Ngày nào mà có trực kiến thì nhìn chung là ngày tốt nên làm đấy, những cái việc là tạo phúc. Thứ hai là trực trừ, là nó ngày tạo trừ ác sát, thuận cho việc bỏ cái cũ đi, đón nhận cái mới, cũng là ngày cát. Tuy nhiên những cái việc cưới hỏi, khai trương, nhập chức các thứ thì người ta cũng không nên chọn cái trực trừ. Thế thứ ba là cái trực mãn, là cái ngày thiên đế báo khổ tích mãn, tức là cái ngày có trực mãn là ngày tốt, dùng cho việc cúng tế, cầu xin, những việc khác thì tiến hành cũng không được tốt lắm. Đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến nhậm chức, kiện tụng, cưới hỏi, ăn hỏi thì nó cũng không phù hợp. Thứ ba là trực bình, là giai đoạn bình hòa cho vạn vật. Ngày có trực bình thì vạn sự tiến hành đều rất là tốt nha. Thứ tư là trực đinh. Đinh thì mang ý nghĩa tốt về sự đầy đủ, vẹn toàn. Ngày có trực đinh thì nên mở tiệc ăn mừng hoặc hội họp. Đấy là trực chấp. Trực chấp thì nó mang ý nghĩa cố thủ, không muốn tiếp thu cái mới. Ngày có trực chấp thì nên tu tạo, sửa chữa, trồng trọt. Không nên rời nhà hoặc đi xa, học mở cửa hiệu buôn bán, tức là khai trương thì không nên. Tiếp đến là trực phá, là ngày nhật nguyệt tương xung nha. Ngày có trực phá thì muôn việc làm vào ngày này đều không có lợi nha, chỉ nên phá bỏ. Tiếp đến cái trực nữa là trực nguy. Nói đến trực nguy là nói đến sự nguy hiểm, suy thái. Chính vì thế ngày có trực nguy là ngày xấu nha, không nên tiến hành các cái việc. Thế tiếp đến là trực thành. Trực thành thì ý nghĩa chỉ sự thành công. Ngày mà có trực thành là ngày cát nha. Nên khai trương các cái việc kinh doanh tiến hành, hoặc là kết hôn, nhậm chức, hoặc về nhà mới nha. Những ngày này thì không nên làm cái việc về tố tụng hoặc là kiện tụng. Tiếp đến là trực thu. Nói đến trực thu là nói đến đến cái gì? Đến gặt hái những thành quả đạt được. Ngày có trực thu là ngày lợi cho việc thu hoạch, nên dùng cho việc buôn bán hoặc của cải để săn thì rất tốt. Những công việc mới thì những ngày này thì kỵ những cái vấn đề là dòng chơi, du lịch, tang lễ nha. Thế tiếp đến là trực khai. Trực khai là khai triển mọi việc. Ngày có trực khai là ngày có nhiều cát lành, đấy, may mắn và tốt cho việc khai trương, cưới hỏi, kỵ những việc đào đất rồi săn bắn rồi chặt cây đó kia khác, nó kia là cái đấy là không phù hợp. Thì trực bế. Trực bế là cái trực cuối cùng trong 12 trực. Đây nó là giai đoạn bế tắc nhá, cùng đường. Cho nên làm việc gì cũng là trở ngại, gian nan. Cho nên nói chung gặp những cái ngày này nhá, thì bạn không nên làm những cái việc hỉ nhá, như cưới xin hoặc những việc khai trương cái thứ là bạn nên dừng. Thế cách tính 12 trực trong phong thủy thì theo cổ thư đấy, đó là đại diện cho 12 vị thần. Có gì? Có cát, có hung đóng ở mỗi ngày. Đấy, cụ thể cách tính 12 ngày trực thì tương ứng với các tháng nhé. Các tháng không dựa vào các cái ngày, chẳng hạn như mùng 1 hay ngày 30 là không có tính cái chuyện đấy, mà nó phân định là bởi giới hạn mà của cái gì, của tiết khí mỗi tháng nhá. Nó lặp lại trực của ngày trước, như vậy 12 tiểu khí của 12 tháng thì cũng tức là một năm. Năm sau 12 trực vừa khéo để cho một năm, và 12 chi nhá lại nhất trí với 12 trực đấy. Cho nên
chẳng hạn như tháng Giêng là tháng Dần thì lấy ngày Dần là trực kiến, và tiếp theo các ngày Dần xong Mão Thìn Tỵ thì đầu tiên là gì? Đầu tiên là trực kiến, đúng không? Và đầu tiên của bạn là trực kiến là Dần, thì thứ hai trực trừ là Mão, thứ ba trực mãn là Thìn, bạn cứ thế mà tiến. Thứ tư trực bình là Tỵ, thứ năm trực đinh là Ngọ, đúng không? Thứ sáu trực chấp là Mùi, thứ bảy trực phá là Thân, thì cứ thế bạn tính theo. Vì vậy bạn cứ nên nhớ là gì, thì ngày nào nhá, chẳng hạn ngày Dần thì bạn lấy cái trực đầu tiên là gì, là trực kiến vào ngày Dần. Thế chẳng hạn như là ngày hôm nay là ngày Mão thì bạn lấy trực kiến vào ngày vào đầu tiên là giờ Mão. Mão xong là Mão là mấy giờ? Mão là từ 5 đến 7 giờ. Thế từ 7 đến 9 giờ là giờ Thìn, thì nó sẽ vào gì? Kiến xong đến trừ nhá. Từ 9 đến 11 giờ là giờ Tỵ, thì trừ xong đến giờ đến trực mãn là giờ Tỵ, và vậy bạn cứ thế bạn tính theo nhá. Thế thì thầy nói với các bạn một cách sơ qua cách tính 12 trực trong phong thủy, thì theo cổ thư để lại là 12 trực là như thầy vừa nói, nó đại diện cho 12 vị thần, nó có hung, có cát ở mỗi ngày cụ thể. Thì cách tính như thầy vừa nói, nó tính về tiết khí nhá, và nó lặp đi lặp lại. Thì tháng này thì bạn là tháng Sửu thì bạn lấy ngày Sửu là trực kiến đầu tiên, đúng không? Thế còn trong thập nhị thì trực trong 12 tháng trong năm thì tháng Giêng là tháng Dần, thì bạn lấy trực kiến sẽ bắt đầu khởi từ ngày Dần và luân chuyển đến lần lượt là ngày Mão sẽ là trực trừ, ngày Thìn sẽ ngày Thìn sẽ là trực mãn, hoặc là tháng hai là tháng tháng Mão, Dần không, tháng một là Dần, tháng hai là Mão mà, thì lấy là trực kiến thì bắt đầu khởi từ Mão và luân lượt đến gì, đến Thìn sẽ là trực trừ, đến Tỵ sẽ là trực mãn, và cứ thế tiếp theo. Thế chẳng hạn như tháng 3 là ngày Thìn, đúng không nào? Tháng 3 là tháng Thìn mà, đúng không? Tháng 1 Dần, 2 Mão, 3 Thìn, thì tháng 3 là tháng Thìn, thì bạn đưa chữ khởi chữ kiến đầu tiên vào giờ Thìn. Đấy, luân chuyển đến giờ Tỵ sẽ là trực gì? Trực trừ. Và giờ Ngọ sẽ là trực mãn, và tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 đến tháng 12 cũng vậy mà thôi. Chẳng hạn như tháng 12 là tháng Sửu, thì bạn lấy trực kiến bắt đầu từ ngày Sửu và luân chuyển lần lượt đến ngày Dần sẽ là gì? Là trực trừ, ngày Mão sẽ là trực mãn. Một cái điều trong thập nhị trực ấy, thì thầy nói thêm với các bạn. Thế chẳng hạn, còn một cái vấn đề, chẳng hạn như ngày chết là ngày Ngọ. Đấy, thì ngày Tăng Sa sát ở phương Mão, Tăng Ương thì sát ở phương gì? Phương Dậu. Thế nếu ngày chết là ngày Mùi nhá, thì Tăng Sa sát ở phương Thìn, Tăng Ương sát ở phương Tuất, ngày chết là Thân thì Tăng Sa sát ở phương Tỵ nha, Tăng Sa sát ở phương Tỵ và Tăng Ương sát ở phương Hợi nha. Thế ngày Dậu chết thì Tăng Sa sát ở phương Ngọ và Tăng Ương sát ở phương Tỵ. Thế nếu ngày Tuất, ngày chết ấy là ngày Tuất ấy, thì Tăng Sa sát ở phương Mùi và Tăng Ương sát ở phương Sửu. Và ngày chết là ngày Hợi thì Tăng Sa sát ở phương Thân và Tăng Ương sát ở phương Dần. Đấy. Thế còn để hiểu nhanh thì kiên nha, phá ra trưởng bệnh, trừ nguy phụ mẫu vong, mãn thành đa phú quý nha, trực mãn trực thành để đa phú quý, bình đinh nha, bình đinh thì thương nhân khẩu, thân khai thì vô họa ương. Tức là ngày có trực kiên trực phá thì ra trưởng bệnh. Đấy, ngày có trực trừ trực nguy thì phụ mẫu vong. Đấy, ngày trực mãn trực thành thì đa phú quý. Đấy, cho nên chọn vào những cái ngày mãn thành này thì đa phú quý. Trực chấp trực bế thì tổn ngưu dương,
chữ Bình và chữ Đinh thì Hưng nhân khẩu nha. Thế thì qua cái này là thầy giới thiệu với bạn cái thập nhị trực này cũng là một cái để mà kết hợp cùng với gì, xung sát hình tam lương nhật nguyệt đấy, để mà tổng kết lại thành một cái cách xem tổng hợp và chính xác phù hợp với phong thủy. Và thầy giới thiệu ra ở đây là để tạo phước thôi nha, mang cái tâm của thầy giúp cho mọi người để nhìn nhận. Nhiều khi các bạn đã xem kỹ cái video này của thầy, nhiều khi các thầy phán mà các bạn xem là các bạn biết là đúng hay sai là bạn biết ngay nha. Thì mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Cho nên hôm nay thầy giới thiệu với các bạn về thập nhị trực này thì nói thì nó là rất là có một cái gì đó nó thần bí thực tế nha, nó cũng đều là trên cơ sở khoa học mà thôi. Thế nhưng để cái vận dụng 12 trực này với vận dụng vào cái gì, kết hợp với xung với sát với hình đúng không nào, với lại tam lương nhật nguyệt, ngày giờ sát, giờ thủ tử, ngày sát đúng không nào, tháng sát, vậy bạn đã có cho mình một cái kiến thức tổng hợp của gì, giờ gì thứ hình xung rồi sát rồi mọi cái vấn đề về phong thủy kết hợp với cái trực này nữa, thì bạn sẽ là một người thầy là sẽ đầy đủ và tổng hợp. Vậy còn gì nữa, bạn hãy áp dụng những kiến thức của thầy vào thực tế cuộc sống để dùng cho gia đình nhà bạn đúng không nào, và sau nữa giúp đỡ cho bạn bè, cho anh em. Thầy tin rằng cái video này của thầy khi đăng tải lên trên kênh sẽ được rất nhiều bạn ủng hộ, vì thầy nói chi tiết nhé, cụ thể và rất thành tâm nhé, mang cái tâm huyết, cái thành tâm của thầy để giúp đời, để phổ cập đến các bạn những cái kiến thức tổng hợp để các bạn có thể xem ngày, xem tháng, xem giờ để nó phù hợp. Nào thì nhà ai chả có cưới xin, chả có hiếu hỉ đúng không? Nhưng bạn xem được như thế này thì âu rằng không phải nhờ đến thầy hoặc các thầy đúng không? Đây là một cách tính ngày hoàn toàn chính xác và có khoa học, có luận đoán và logic. Thầy mang kiến thức này của thầy, đây là kiến thức tổng hợp của thầy nhé, thầy truyền dạy cho các bạn và mong rằng các bạn sẽ thành công được chưa, các bạn sẽ tự tính được. A Di Đà Phật, mời các bạn tiếp tục theo dõi video về cách tính ngày của thầy. Cái một cái lưu ý nữa là khi bạn coi ngày, coi giờ tẩm niệm, giờ chôn cất hoặc giờ bốc mộ di rời thì phải coi theo tuổi của người chết, nhớ nhá, phải coi theo tuổi của người chết, và cũng nên chọn những ngày giờ đẹp để bốc mộ, để di chuyển. Thế vậy cái ngày tốt xấu thì hôm nay thầy phổ biến đến các bạn như sau. Đấy. Thì các bạn có thể lấy giấy bút ghi vào tuổi và ngày nên chọn theo tam hợp, tức là lục hợp nha. Chi đức hợp, tứ kiểm hợp, tránh các ngày lục xung, lục hình, lục hại về ngũ hành thì bạn nên chọn những ngày tương sinh hay tỷ hòa, tránh chọn ngày tương khắc. Thế thì tùy theo vào tháng, tức là các bạn căn cứ theo tam hợp cục thầy đã dạy, thầy không nói nữa nhưng mà bạn căn cứ theo tam hợp cục hình xung khắc hợp hại mà thầy đã dạy các bạn nhé, ở cái gì bài 1, bài 2, bài 3. Thế thì theo tháng mà khi bốc hay đi rời mộ cần phải tránh thêm các ngày gì, ngày trùng tang, ngày trùng phục, ngày tam tang, ngày thọ tử, ngày sát chủ, ngày nguyệt phá, ngày thiên tặc, ngày hà khôi, vân vân.
Đấy. Thông thường ấy, thì khi thì bốc mộ hay đi giờ mộ ấy, người ta tránh làm vào các tháng hè nóng nực, mà thường chọn vào các tiết từ cuối thu, tức là thu phân khoảng từ cuối tháng 9 dương lịch hàng năm cho tới tiết đông chí khoảng 20-22 tháng 12 dương lịch hàng năm. Đấy. Sau đó qua năm thì thường chọn từ kinh chập khoảng từ mùng 4 mùng 5 tháng 3 đấy, dương lịch hàng năm tới tiết thanh minh khoảng đến 15 tháng 4 dương lịch hàng năm. Đó là những ngày ta nên chọn. Và trong đó thì có một số ngày bạn nên quan tâm, đó là ngày ác sát, tức là các ngày giáp, ngày canh tí, ngày giáp tuất, giáp mùi, mậu thìn, ất hợi, mậu dần. Đấy. Để nói như thế này thì là phải có một trí nhớ đấy. Không kể tháng nhá. Không kể tháng nếu gặp các ngày thì là ác sát nhá. Ngày thập ác, ngày đại bại, ngày giáp, ngày canh thìn, ngày ất, ngày tân tỵ, ngày bính, ngày nhâm thân, ngày đinh dậu, ngày mậu tuất, ngày kỷ sửu, ngày hợi. Đấy là những ngày thập ác đại bại. Các bạn nên tránh cái ngày thập ác đại bại ra thì có ngày bạch hổ đại sát. Trong đó có tuần thì có ngày trong tuần giáp tý thì có ngày thìn, ngày tuất. Và tuần giáp tuất thì có ngày đinh sửu. Và tuần giáp thân thì có ngày bính tuất. Và tuần giáp ngọ thì có ngày ất mùi. Tuần giáp thìn thì có ngày quý sửu. Tuần giáp dần thì có ngày nhâm tuất. Đấy là những tuần mà có những cái ngày bạn nên tránh. Thế ngoài ra thì còn cái giờ thiên lôi. Đấy, ngày giáp, ngày ất thì giờ ngọ. Ngày bính, ngày đinh thì giờ tuất. Đấy. Ngày bính, ngày đinh thì giờ tuất. Đấy. Ngày canh, ngày tân thì nên tránh giờ sửu. Ngày nhâm, ngày quý thì tránh giờ mão. Đấy. Tiếp đến, một cái mà bạn cũng nên lưu tâm là cái sát theo giờ thì ngày dần. Đấy. Ngày thân, ngày tỵ, ngày hợi nhá. Dần thân tỵ hợi thì nên tránh giờ thìn nhá, giờ hợi. Ngày tý, ngày ngọ, ngày mão, ngày dậu. Đấy. Giờ thìn, giờ dậu. Đấy. Cái giờ đấy bạn phải tránh. Chứ còn ngày thìn, ngày tuất, ngày sửu, ngày mùi thì bạn nên tránh giờ thìn, giờ mùi. Đấy. Tiếp đến một cái mà các bạn phải nhớ nữa là cái giờ khu vọc. Đấy. Thì ngày giáp, ngày thân thì giờ kỷ, giờ dậu. Ngày giáp, ngày thân giờ kỷ, giờ dậu. Ngày ất, ngày mùi thì giờ canh, giờ ngọ. Ngày bính, ngày thìn thì giờ tân, giờ tỵ. Ngày đinh, ngày mão thì giờ nhâm, giờ dần. Ngày mậu, ngày tý thì giờ sửu, giờ quý nhá. Còn khi bạn nhập quan kiêng cho người sống thì ngày giáp, ngày ất thì giờ mão. Ngày bính, ngày đinh thì kiêng giờ sửu. Ngày mậu, ngày kỷ thì kiêng giờ hợi. Đấy. Ngày canh, ngày tân thì kiêng giờ sửu. Và ngày nhâm, ngày quý thì kiêng giờ thìn. Nó rất là nhiều đấy, cho nên là rất là đều cẩn thận là phải làm như thế. Thế còn ngày sát sư đấy, thì ngày giáp, ngày canh ngọ thì xấu với người nhà đấy. Ngày bính, ngày tý, ngày ất mùi thì sát người thầy đấy. Nhớ nhé, ngày bính tý, ngày ất mùi đấy, ngày bính tý, ngày ất mùi thì sát với người thầy đấy. Ngày giáp tý, ngày canh ngọ xấu với người nhà. Ngày bính tý, ngày ất mùi
thì sát với người thầy. Ngày Nhâm Tý thì không lợi cho tất cả. Đấy. Còn ngày kiêng nữa là ngày thập ác đại bại, thì kiêng việc khung nha. Năm Giáp Giáp Kỷ thì tháng 3, ngày Mậu Tuất tháng 7, ngày Quý Hợi tháng 10, ngày Bính Thân tháng 11, ngày Đinh Hợi là ngày Đinh Hợi tháng 10 thì ngày Bính Thân nha. Thầy nhắc lại, ngày đại bại tháng 10 ngày Bính Thân, tháng 11 thì ngày Đinh Hợi. Năm Ất đấy, năm Canh thì tháng 4 ngày Nhâm Thân, tháng 9 ngày Ất Tỵ. Năm Mậu, năm Quý thì tháng 6 ngày Kỷ Sửu đấy. Năm Bính, năm Tân thì tháng 3 ngày Tân Tỵ, tháng 9 ngày Kỷ Thìn, tháng 10 ngày Giáp Thìn. Năm Đinh, năm Nhâm thì bạn không cần phải kiêng. Thế giờ liệm hoặc tỏ liệm thì nên kiêng như sau. Thế ngày Tý thì giờ Dần nha. Ngày Sửu thì giờ Ngọ. Đấy. Ngày Dần thì giờ Dần. Ngày Mão thì giờ Sửu nha. Ngày Thìn thì giờ Tuất. Ngày Tỵ thì giờ Tỵ. Ngày Ngọ thì giờ Thìn. Ngày Mùi. Đấy. Ngày Mùi thì giờ Hợi, ngày Thân thì giờ Thân, ngày Dậu thì giờ Mùi, ngày Tuất thì giờ Mão. Thế còn đi tiếp đến là cái công vật việc chuẩn bị cho ngày di dời hoặc ngày bốc mộ ấy. Thì thông thường sau khi đã chọn được ngày bốc mộ thì bạn cần phải xem cái giờ bốc mộ cho thân chủ. Thì theo giờ tốt mà bốc, tất cả cùng với chung một điều là bốc mộ phải làm vào ban đêm. Đấy. Việc này nhằm tránh cho xương cốt gặp ánh sáng sẽ bị đen, đen đi. Khi bốc mộ, người ta thường đào trước phần mộ, lấp đất ở phía trên. Đấy. Sau đó, đúng giờ tốt, thì bạn mới bắt đầu mở tấm ván thiên, là tấm ván ở trên nóc quan tài, nhé, để làm. Bạn có thể làm các giờ như đến giờ tốt thì bạn mới được mở nha, chứ không phải là đến giờ đó mới đào đấy nha. Cho nên cái điều này bạn phải nắm được. Trước khi tiến hành bốc mộ, người nhà phải làm một cái lễ tại gia tiên để trình báo cho tổ tiên. Tại nơi bốc hải cốt ngoài nghĩa trang thì cũng phải có một cái lễ để trình quan thần linh sở tại. Thông thường là một bộ đồ nha, quan thần linh, áo mũ, giày ủng, quần áo, cờ, quạt, ngựa và 1.000 vàng hoa, màu đỏ, giấy tiền bạc, trầu cau, rượu thuốc, đèn nến, gạo muối, nhiều nhà còn cúng thêm, cũng như là tam xê, trứng vịt luộc cùng với thịt lợn luộc và một nhúm tôm khô bóc vỏ. Và cũng nhiều nhà cũng là người ta làm bằng xôi, gà trống luộc nguyên con. Vật dụng cần thiết cho quá trình bốc mộ ấy, thì cái quan trọng nhất đầu tiên là phải chọn được cái tiểu đẹp, cái quách đẹp đấy. Và một như thầy đã nói ở phần trên, vải đỏ, ni lông, rượu nặng và nước vang, còn gọi là nước ngũ vị hương nha. Thế thì một vài cái xô, cái chậu nhựa để đựng dừa. Phần lớn trong việc bốc mộ diễn ra vào lúc nửa đêm, cho nên chuẩn bị thì như cung bái và chuyển hải cốt sang mộ mới thì bạn cũng phải tính để cho nó phù hợp. Trung bình thì bốc xong một ngôi mộ thì cũng phải làm được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong được nha. Khi đào phải xác định vị trí là huyệt thật chính xác. Thì nhiều ngôi mộ qua thời gian chôn lâu, qua quá trình tu sửa nó bị sai lệch vị trí, cho nên là ban đêm thì nó sẽ rất vất vả. Cái công việc bốc mộ thường do những người mình có thể thuê chuyên môn bốc mộ đảm nhiệm. Đấy. Khi ván thiên đã được cậy ra thì bạn nên đổ một vài chai rượu nồng độ cao vào quan tài để tẩy rửa cái phần âm khí.
Đấy. Sau đó mới tiến hành lấy cốt. Thế thì nhiều khi gặp những trường hợp hải cốt nhưng chưa phân hủy hết thì có khi còn phải là dùng xăng, dùng giấm và đổ vào. Đấy. Còn nhiều khi là còn phải đốt cháy cái thịt còn sót nha. Đấy, cho nên là bạn cũng phải có sự chuẩn bị nha. Đấy. À, sau khi nhặt hết cốt rửa sạch thì bạn trải một cái ni lông ở dưới, một tấm vải đỏ ở trên và lần lượt xếp xương theo thứ tự của người. Nhưng cái sọ thì bạn phải dùng trà hoặc vải còn kê để cho cái mặt hướng lên trên nhé. Mọi thứ xương phải kiểm tra cho đủ, không được làm để thiếu. Dân gian thì người ta thường sử dụng là để kiểm tra, đó là sau khi đã cốt xong thì người ta thường cầm một bó hương to đấy, một bó hương to để ở giữa, cắm ở giữa lòng huyệt. Nếu làn khói quyện lại bay thẳng lên thì có nghĩa là hết cốt. Đấy. Nếu khói tỏa xuống lần vẩn ở trong lòng huyệt thì có nghĩa là xương cốt vẫn còn, là bạn phải kiểm tra cho thật cẩn thận nhé. Thế thì qua đây thầy phổ biến với các bạn là gì? Phổ biến với các bạn cái quan trọng nhất là cái xem ngày bốc mộ. Thế thì trong ngày bốc mộ thì những cái ngày để bạn kiêng và bạn xem những ngày bạn chọn thì thầy nói tóm tắt lại để bốc mộ di rời thì chọn ngày theo cái âm lịch, tức là bạn chọn theo các cái trực nha. Tức là khi nào hai trực giống nhau nằm kề nhau thì lúc đó mới là sản thời hạn. Thế thì cái trực kiên trực phá thì ra trường bệnh, trực trừ trực nguy thì phụ mẫu vong, là bạn phải thật cẩn thận. Trực mãn trực thành thì đa phú quý đã rất là tốt nha. Chập bế chấp bế thì tổn ngưu dương. Trực bình trực đinh thì hưng nhân khẩu. Trực thu trực khai thì vô họa ương. Thế còn khi coi ngày và tuổi thì bạn nên chọn theo tam hợp, lục hợp, chi đức hợp, tứ kiếm hợp, tránh các ngày lục xung, lục hình, lục hại nha. Và ngũ hành thì nên chọn những ngày tương sinh nha, hay tỷ hòa, tránh những ngày tương khắc. Thế thì còn theo tháng ấy, thì khi bốc hay gì là mọi cần chọn, cần tránh những ngày là trùng tang, trùng phục, tam lang, thọ tử, sát chủ, nguyệt phá, thiên tặc, đấy, hà khôi vân vân. Thông thường ấy, thì bốc mộ ấy, thì người ta làm vào dịp thu phân, tức là khoảng từ 23 tháng 9 giờ đi nha, cho tới tiết đông chí khoảng 22 tháng 12 dương lịch, và đầu năm thì người ta làm khoảng mùng 5 tháng 3 dương lịch, cho tới tiết thanh minh là mùng 5 tháng 4 dương lịch hàng năm. Đấy. Và những cái điều bạn cần quan tâm ấy, ngày ác sát, ngày thập ác đại bại, ngày bạch hổ đại sát, bạn phải nhớ nhé. Ngày giờ thiên lôi, ngày giờ thiên sự sát theo giờ, rồi ngày giờ hung vong, rồi giờ nhập quan thì bạn kiêng đấy, như thế nào đấy. Ngày giáp, ngày ất thì giờ mão, ngày bính, ngày đinh thì kiêng giờ sửu, ngày mậu, ngày kỷ thì kiêng giờ hợi, ngày canh, ngày tân thì kiêng giờ sửu, ngày nhâm, ngày quý thì kiêng giờ thìn. Thế còn ngày sát sư thì ngày giáp tý, canh ngọ thì là rất xấu với người nhà, ngày bính tý, ngày ất mùi thì sát người thầy đấy, ngày nhâm tý thì không có lợi cho tất cả các việc chung. Thế còn ngày thập ác đại bại thì kiêng việc khung đấy, như thầy đã nói ở phần trên. Ngày năm giáp kỷ thì tháng 3, ngày mậu tuất thì tháng 7, ngày quý hợi thì tháng 10, ngày bính thân tháng 11, ngày đinh hợi thì năm ất, ngày năm ất năm canh thì tháng 4 thì ngày nhâm thân, ngày tháng 9 ngày ất tỵ. Đấy, như thầy đã nói. Thế còn cái giờ liệm thì cũng kiêng như thầy đã nói rồi ở phần trên. Ngày tí thì giờ dần, ngày sửu giờ ngọ vân 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 vân. Thì ngày tuất thì giờ mão. Đấy là những cái kiêng. Công việc thì chuẩn bị như thầy vừa nói với các bạn là phải làm cho thật đúng như thầy đã nói thì mọi điều sẽ rất tốt đẹp các bạn ạ. Video đến đây cũng đã rất dài, thế thầy xin tạm dừng ở đây. Mỗi một ngày thì không dám nói, nhưng mỗi một tuần thầy sẽ đưa ra những cái video để phổ cập đến với các bạn. Mọi cái việc làm liên quan đến vấn đề âm trạch mồ mả cũng như là vấn đề xương trạch nhà cửa
Mong các bạn chú ý theo dõi bằng cách nhấn vào chữ theo dõi ở trên video. Thì khi bạn nhấn vào đó, thì khi mà kênh của thầy đã xuất lên YouTube ấy, thì nó tự báo về máy của bạn. Và sau nữa là các bạn nhấn đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh lan tỏa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở video sau. Thầy sẽ truyền thụ lên những cái kinh nghiệm mà của cuộc đời mình đã có. Thì cũng mong rằng là nó tạo cho các bạn một cái sự nhìn nhận chung thế nào là phong thủy hòa hợp, thế nào là đúng nhé. Xin chào và xin tạm biệt, hẹn gặp lại. A di đà Phật.